Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là hình ảnh đẹp nhất trong giáo nghĩa Tịnh độ. Hành giả với tín tâm kiên cố, nguyện ước thiết tha và công hạnh viên mãn, sau khi xả báo thân phàm phu, liền hóa sanh trên ao sen bảy báu ở cõi Cực Lạc. Khi hoa vừa nở, thấy Phật phóng quang, hành giả chứng nhập vô sanh pháp nhẫn. Trong khoảng thời gian tích tắc, từ đời sống phàm phu bước lên quả vị thập địa Bồ Tát với những oai thần phước đức chẳng thể nghĩ bàn. Đây chính là cảnh giới thượng phẩm thượng sanh mà hành giả Tịnh độ thường mong ước. Ao sen cõi Lạc Bàn, nước công đức đầy tràn, quanh bờ xây lầu cát bằng thật bão trang nghiêm. Người về ao bầy bầu ngự giữa đóa sen vàng, hoa nở khai pháp nhãn, thầy Phật phóng từ quang. Chuyên như năm sắc tu di, thanh tịnh như lưu ly trong ngần đôi mắt biếc. Giữa hào quang năm sắc, Phật Bồ Tát trao tay đưa người lên hoa tạng vào biên tạng. Giữa đóa sen vàng, hoa nở khai pháp nhãn, thầy Phật phóng từ quang. Tương bạch hào uyên chuyển như năm xa trong ngần đôi mắt biếc. Giữa hào quang năm sắc, Phật Bồ Tát trao tay đưa người lên hoa tạng vào biên tánh Tỳ Lô. Phật Di Đà khai thị hiền tịnh tinh anh, làm chung nhớ hồng danh, người niệm liền vãng sanh. Phật Di Đà khai thị pháp hiền tịnh tinh anh, làm chung nhớ hồng danh, người niệm Phật Di Đà khai thị pháp thiền tịnh tinh anh, lòng chung nhớ hồng danh.